Câu lạc bộ bóng đá Bắc Ninh là cái tên mới nhất xuất hiện trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Ngày hôm nay, đội bóng này đã làm lễ ra mắt và giới thiệu thành phần ban huấn luyện và một số cầu thủ. Đội bóng này sẽ được dẫn dắt bởi cựu huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An Ngô Quang Trường. Được biết, câu lạc bộ Bắc Ninh sẽ nhận chuyển giao một suất tham dự giải hạng nhì quốc gia 2024, nhưng chưa có thông tin về phía chuyển giao. Ngoài ra, đội bóng này dự kiến chọn sân vận động thành phố Từ Sơn làm sân nhà ở giải hạng nhì 2024. Đây là sân bóng đang hoàn thiện những khâu cuối cùng trước khi đưa vào sử dụng. Sân vận động Từ Sơn có một khán đài với sức chứa 500 khán giả và sử dụng cỏ nhân tạo. Nhà đầu tư cùng đơn vị nhà thầu đang thực hiện công đoạn rà soát, hoàn tất chỉnh trang để sớm đưa vào phục vụ giải đấu theo đúng kế hoạch đã đề ra.